thì bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc làm mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc qua đời trên cơ sở đóng vào vị bảo hiểm xã hội. Trong đó bảo hiểm xã so hội một lần là một trong các chế độ mà người lao động sẽ được hưởng khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, thì người lao động sẽ được làm thủ tục lãnh bảo hiểm sợ so một lần trong các trường hợp nào, rút bảo hiểm sợ so một lần sẽ được bao nhiêu tiền và cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nội dung này trong nội dung video ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bốt, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì căn cứ quy định tại luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các quy định hướng dẫn liên quan, thì người lao động sẽ được làm thủ tục lãnh bảo hiểm xã so hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là trường hợp người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội. Thứ hai là trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đã đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thứ ba là trường hợp người lao động ra nước ngoài để định cư. Thứ tư là trường hợp người lao động đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, sơ gan cổ trướng, phong lao nạn, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thứ năm là trường hợp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an phục vụ có thời hạn, khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thứ sáu là trường hợp người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và thứ bảy là trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã so một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014, thì người lao động sẽ nhận được 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Còn cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi, thì người lao động sẽ nhận được 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm, thì mức hưởng bảo hiểm xã so một lần sẽ được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và mức tối đa sẽ bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý khi tính mức hưởng bảo hiểm xã so một lần, trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lễ từ 1 tháng đến 6 tháng thì được tính là nửa năm và từ 7 tháng đến 11 tháng thì sẽ được làm tròn là một năm. Đối với trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần, thì nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc là cấp tỉnh nơi mình đang cư trú để được giải quyết chế độ theo quy định. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ bao gồm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu, sổ bảo hiểm xã hội. Lưu ý khi đi làm thủ tục thì người lao động cần mang theo chứng minh thư, hoặc là thẻ căn cước công dân, hoặc là thẻ căn cước, hoặc là hộ chiếu để xuất trình khi có yêu cầu. Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã so hội hiện hành, thì người lao động nghỉ làm một năm và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã so hội tự nguyện thì sẽ được rút bảo hiểm xã so hội một lần. Đặc biệt, người lao động có thể rút bảo hiểm xã so hội một lần ngay sau khi nghỉ việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã so hội Thứ hai là trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã so hội tự nguyện. Thứ ba là trường hợp người lao động ra nước ngoài để định cư. Thứ tư là trường hợp người lao động đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, sơ gan cổ trướng, phong lao nạn, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thứ năm là trường hợp bộ đội, công an khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì khoản tiền trượt giá khi rút bảo hiểm xã so một lần là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm số tiền này sẽ được tính toán dựa trên mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do bộ lao động thương binh và xã hội công bố của từng năm hiện nay trong công thức tính bảo hiểm xã so một lần mà luật bảo hiểm xã hội quy định. Tiền trượt giá đã được tính luôn vào số tiền bảo hiểm xã hội một lần. Do đó, tiền bảo hiểm xã hội một lần mà người lao động nhận được đã bao gồm cả tiền trượt giá. Tuy nhiên, riêng đối với những trường hợp làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong thời gian đầu năm, khoảng tháng 1 và tháng 2 hàng năm, khi chưa công bố hệ số trượt giá mới, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời chưa tính tiền trượt giá cho người lao động và sẽ liên hệ gửi thêm tiền trượt giá cho người lao động sau khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố hệ số trực giá mới, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì người lao động hưởng bảo hiểm sau so một lần có thể nhận tiền trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc là nhận tiền bảo hiểm sau so một lần thông qua tài khoản ngân hàng. Trường hợp người hưởng chế độ đăng ký chi trả chế độ bằng hình thức chi trả qua ATM sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển tiền vào số tài khoản đã được đăng ký. Còn trường hợp người hưởng đăng ký lãnh tiền bảo hiểm sau so một lần trực tiếp, khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi thủ lý hồ sơ, thì người lao động cần mang theo giấy hiện và kiên cước công dân của mình để được hỗ trợ chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người một số vấn đề liên quan đến việc hưởng bảo hiểm sau so một lần năm 2025. Nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé. Và nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bốt thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé.